Còn mình hai xe mình rồi. Tính là mụn nó hư thì chỗ nào cũng mọc được. Thank you.
Hey, chị con tên gì kìa con? Chị tên Phương. Dạ, chị con tên Phương. Hay quá giỏi. Dạ anh làm giường trắng này giúp em nha. Dạ, nó lên con trai. Có một bạn quá trời rồi. Nắm tay nha. Cố lên. Cho hết một. Để thêm thời gian nữa nó viêm sẹo hết mà. Khó tí nha con. Cố lên nha. Dạ. Nghĩ cái lao thì nó cô thủy nha. Mình tiếp ha. Chị đưa.
con mụn quá trời, viêm hết trơn. Nhẹ nhẹ vào đây nha. Đó, luôn ơi. Quá giỏi. Ừ, cho em tay ha. Mụn quá trời. Chịu khó tí nha. Chịu đựng con. Chịu khó tí ha. Cứ lên ha. Cứ lên. Cái mụn này cứng. Cái lớp mình thấy nè.
lỏng không? Còn cái thả lỏng không? Chịu khó xíu nha. Cố lên. Mình cho hết mụn mụn quá trời luôn. Siêu to quá giỏi quá giỏi quá xuất sắc dám không lấy mày bóc nó sẹo lỗ xấu. Con thỏ lỏng, con thỏ lỏng mà nha. Thỏ lỏng, cái màu này ra cho cô thị lấy ra dễ. Đó, xong bên rồi, giờ tiếp tục bên đây nha. Cố lên con, ráng lên. Rồi thả lỏng đi, thả lỏng cô thị. Cố lên, mạnh mẽ lên. Nó cho hết mụn. Không để mặt hư hư mặt hết. Thank you.
dõi luôn. Giỏi quá. Đó, nó gục miệng bự quá trời luôn. Ok. Đỉnh quá đỉnh. Đó, bây giờ là cái chán nè. Mình ghi ở trên đây luôn. Thở lỏng rồi cái nhằn rồi thị khó lấy. Cái thở lỏng mình hít thở sau ha. Có lên. Có lên nha. Trời. Cô nhà em mụn quá trời nè em. Sao cho cháu lại nha.
nát hết cái mặt này. Ok. Hình như đây. Cố lên con, cố lên nha. Long không? Long hả Long? Chị nghe đây. Ủa? Cái mẫu chị đâu đâu còn một cái một chai nào nữa đâu. Ừ. Hết sạch luôn rồi. Cái đó ở dưới còn da sao nữa không Thương? Thương.
thì nó giống như cái chai vậy mà 150ml. Mỗi chai của em đưa có 100ml à hả? Bét 150ml. Bét chai bét. Rồi để chị đưa con còn chai với nó gì. Ok. Đây nha. Rồi giỏi quá. Đó sắp xong rồi còn nửa cái chán nữa thôi. Còn tí tẹo nữa thôi không. Giờ sao mau hết mụn đẹp trai. Em ở thư thư kêu bắt nhỏ mai ấy là giùm chị với. Thở lỏng luôn con, thở lỏng rồi. Đó, đúng rồi, hết thở sao. Xong rồi con. Ủa, con quá trời à. Đó, xong rồi đây. Thở lỏng. Đó, đúng rồi, dở quá. Chính xác. Cố lên. Cố lên thôi nha. Để hơi hết cái mặt. Hôm sau kêu chị chở qua đây nha. Thường chở qua đây. Cô thử cứu rỗng cái mặt mẹ qua đây. Rồi thôi hết. Cảm ơn anh nha, cảm ơn anh.
mẫu hơn. Rất rồi đó.